Vâng, Sửa Nội Cô Tuấn Long xin chào tất cả các quý khách nhá. Trước mắt các bác đây là một bộ bàn ghế phòng khách mẫu Âu Á tay hộp trường cuốn thư, chưa bao giờ lỗi mốt nhá các bác nhá, mẫu hiện đại. Và bộ này em làm theo đơn đặt hàng của anh Chiến ở Hải Phòng nhá. Và xong phần mộc em làm video gửi đến anh cũng như là giới thiệu với toàn thể quý khách hàng trên cả nước đang tìm cơ sở uy tín đặt hàng bàn ghế phòng khách đồ gỗ nội thất, có thể liên hệ trực tiếp cơ sở em. Số điện thoại 0961263533. Và bộ đồ anh Chiến đặt thì gồm 6 món đây, như trên màn hình các bác đây. Đầu tiên với chiếc đòn dài 2m4, cao 1m15, vách đục tục trúc cúc mai. Và anh có là đặt hàng dày VIP đây, khuôn tranh 4 ván 2 phân cực kỳ là dày đây các bác nhìn đây. Đường xoay cực kỳ là sâu, ván cực kỳ là dày nhá. Đấy, bác ngồi yên tâm. Hai chiếc ghế đơn với cùng kích thước là rộng 90, cao 1m15. Toàn bộ hàng cột liền, cột xoáy liền nhé các bác nhé. Đây, cột xoáy liền này, chương xoáy liền, toàn bộ ván vách liền, cực kỳ là dày. Tay thì vẫn là tay hộp theo như anh muốn đặt và giá thành như thế. Chân là chân 10, toàn dày 8 chân, 4 chân trước và 4 chân sau. Các bác ngồi yên tâm nha, cực kỳ là dày, đã dày rồi còn nhiều chân. Và mặt bàn anh muốn đục phong thủy thuận buồm xuôi gió đây, cực kỳ là sâu và sắc nét nhé. Đấy, ván 2 phân mới đục được sâu như này nhé. Trên thị trường ván chỉ phân 2 thôi, phân 4 thôi. Chữ thuận buồm xuôi gió cực kỳ là rõ nét. Khi nào hoàn thiện lên thì rất là đẹp. Nhưng gỗ thì bên em đã lọc lựa cực kỳ là đều, không sâu xia dập bứt. Đấy. Bàn thì cũng gồm hai ngăn kéo, mỗi ngăn kéo một bên. Đấy. Ra để đồ rất tiện lợi, đôn kẹp đây, cũng có ngăn kéo cho các bác để đồ đây và đôn ngồi kia đây. Có nào cần sắm đồ gỗ nội thất hoặc yêu thích mẫu Âu Á tay hộp trường cuốn thư này có thể liên hệ trực tiếp cơ sở em, số điện thoại 0961263533 nhá. Hoặc có thể về trực tiếp xưởng em tại làng nghề đồ gỗ Liên Hà Đông Anh Hà Nội, kết bạn Zalo em gửi định vị các bác đến tận nơi. Đấy, muốn đặt hàng mẫu như nào hay là kích thước như nào, bên xưởng có nhận đặt hàng theo yêu cầu và có vận chuyển hàng Bắc Trung Nam. Nào xa không về được thì cứ nhắn tin kết bạn Zalo, gọi điện trực tiếp số điện thoại 0961263533. Tư vấn trao đổi kỹ càng và bên xưởng em sẽ làm cho các bác bộ sản phẩm như ý như các bác nhá. Và em xin cảm ơn tất cả các quý khách đã ủng hộ xưởng đồ gỗ Tuấn Long trong suốt thời gian vừa qua nhá. Mong các bác cho em lượt like, lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh. Bên em có động lực phát triển cơ sở mình hơn nữa, phục vụ mọi người tận tình chu đáo hơn nữa chứ các bác nhá. Cảm ơn tất cả các quý khách.